Nhiều bác thì cứ bảo là làm sao dùng giữ được trong vòng 1 năm không xước sắt gì. Thế thì các bác lại chưa biết rồi. Anh khách mua 11 tuổi mắc từ năm 2021 đây. Viền không một vết xước, chỉ bị ám lưng thôi. Chứ còn cái lưng này nhá, cũng không một vết xước luôn. Mà cái ám lưng này ấy, là các bác dùng ốp lâu năm thì cũng sẽ dính thôi. Màn cũng đẹp, không xước một tí gì luôn. Không xước nano luôn, ảo chưa? Dùng gìn giữ dã man luôn ấy. Còn dùng hơn 3 năm rồi mà chưa thay pin ấy, nó cũng khó. Con này thay pin rồi và như em nói từ trước đến nay ấy, là thay pin sẽ không ảnh hưởng gì đến các chức năng của máy cũng như chế độ bảo hành hay lên đời các bác nhé. Máy đã thay pin rồi ấy, thì các bác có bán lại hay là lên đời thì bọn em cũng không trừ phí gì cả. Còn cái lưng đã bị ám như thế này rồi ấy, thì em sẽ trừ phí 500k và giữ lại để kiểm tra chuyên sâu 2 ngày. Còn con máy này nhá, em bán ra thì em sẽ fix hình thức 500k cho các bác mua sau và bảo hành hậu mãi như bình thường. Nên là em trừ hình thức này là để em công bằng cho người mua sau nhá, chứ không phải là trừ để thu lợi về cho cửa hàng. Em nói thật ấy, em cũng chỉ mong các bác dùng gìn giữ để khi mà bảo hành hay là lên đời thì mọi thứ đều dễ dàng và vui vẻ cho cả hai bên. Thì đối với con máy đã hết hạn bảo hành rồi thì khi mà lên đời em sẽ thu vào 90% giá bán lẻ và chỉ cần bù thêm tiền để lên một con máy mới. Còn anh em nào bảo trong 1 năm không tránh được xước sát ấy thì các bác vào đây để học tập anh khách này nhá. Thế nhá.